Thời điểm này, cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng đẻ nhánh rộ. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất sản lượng mùa vụ, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân tích cực tham đồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại. Vụ mùa năm nay, gia đình bà Ngân Thị Huyền ở thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc gieo cấy 2 sào lúa Thái Xuyên và Lai Quốc Tế. Qua kiểm tra đồng ruộng chưa phát hiện có sâu bệnh hại, chỉ có một vài khu vực có hiện tượng ốc bươu vàng cắn phá đã được bắt thủ công. Hiện tại lúa mùa đang sinh trưởng và phát triển khá tốt. Thời điểm này gia đình đã thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, điều tiết nước tưới, bón thúc phân NPK đảm bảo cây lúa đạt sản lượng cao nhất. Trên 6 sào ruộng của gia đình mình, bà Lê Thị Quý ở thôn Tân Thành, xã Tân Phúc cũng gieo cấy chủ yếu là lúa lai và các loại giống lúa thuần chất lượng cao theo cơ cấu của thôn như Q5, BC15. Do điều tiết nước hợp lý, toàn bộ diện tích lúa mùa đang sinh trưởng đẻ nhánh rộ, chưa có sâu bệnh hại phát sinh. Tuy nhiên gia đình cũng thường xuyên thăm đồng theo khuyến cáo của thôn để kịp thời phát hiện và có biện pháp diệt trừ. Vụ mùa năm nay, xã Tân Phúc gieo cấy trên 175 ha lúa mùa, đạt 96% kế hoạch. Các giống lúa được cơ cấu trên đồng ruộng tại Tân Phúc chủ yếu là lúa lai và các giống lúa thuần chất lượng cao có khả năng chống gãy đổ do mưa bão. Để góp phần tăng năng suất sản lượng trong lúa vụ mùa, sau khi thực hiện gieo cấy xong, Ban chỉ đạo sản xuất xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông chủ động phối hợp cùng với cán bộ khuyến nông huyện tuyên truyền vận động các hộ nông dân tích cực tham đồng thực hiện các biện pháp chăm sóc. Nhờ đó, toàn bộ diện tích lúa mùa của xã Tân Phúc hiện đang sinh trưởng phát triển tốt, chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đồng.